Mình là owner của cái restaurant này, và cái việc của mình là mình đang phải trả lời cho các bạn candidate những câu hỏi bạn ấy ban nãy bạn vừa hỏi đấy, đúng không? Rồi, dear Jane, được. Em Mary, cô nghĩ là phía trên mà em dùng, ở đây cô sẽ là Mary là candidate thì em có thể dùng Mary ở đây luôn, tránh nhầm lẫn. I'm Jane đi. I am Jane, who is the owner of the restaurant? Của một nhà hàng gì? Bây giờ em đang nói là xác định đúng không? Mệnh đề xác định là tôi là chủ của nhà hàng thì nhà hàng gì vào đây hộ cô cái đi. Ví dụ Marriott chẳng hạn thế. Cái một nhà hàng thì cái bà Mary bà chẳng biết là ông này nhà hàng nào. Mình nộp hồ sơ ở nhà hàng này A cơ mà ông nhà hàng B tự nhiên nhảy vào đúng không? Owner Marriott Restaurant thế là được rồi. I'm very delighted thì chỉ thường dùng cho candidate thôi. Mình là nhà tuyển dụng mà mình phải ra dáng hơn, mình phải dùng những cái cấu trúc mà nó trang trọng hơn nữa một tí, như is hoặc là nó khách sáo hơn. Vậy phải như vậy thôi. It's great to receive. Rất là tuyệt đấy khi nhận được thư của bạn này này. To receive your email đó thì cũng giống nghĩa với câu kia nhưng mà nó đúng với cái vai trò cái vị trí là một người tuyển dụng hơn. Rồi nối tiếp vào đi. And know that you're interested luôn. You are interested in không phải this position nữa mà nói luôn cái vị trí gì nhà hàng tôi đi. In the position of managers đúng không? In a restaurant. Đấy, thế thôi. Rồi, I'm writing this email to respond. To respond to your questions. Thế thôi. Về cái vị trí này about this position. Đó. Ừ, tôi nghĩ là bạn có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc thì sẽ là một lợi thế. Nhưng ở đây nó không phải là nghĩ. Một khi nó là requirement, nó là yêu cầu thì thường nó phải fix cứng. Và em phải dùng những cái từ như là you must, you have to, hoặc là you must present, hoặc you are expected to, nghĩa là bạn phải có, bạn cần, rồi là you need to, chẳng hạn như vậy. Hoặc là bạn được kỳ vọng là sẽ như thế này thế kia. Thì nó là quy định mà nó là requirement chứ không phải là tôi nghĩ gì cả đâu. Còn những cái mà competitive advantage cũng là một từ khá tốt. Nhưng em có thể dùng nó vào với những cái liên quan đến về cái kỹ năng mềm nhá. Về kỹ năng cứng thì mình sẽ có thường yêu cầu là về tốt nghiệp ngành nghề gì, cần phải đúng ngành không, bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc đúng không. Rồi mình mở này, this position, ví dụ như yêu cầu requires some, hoặc là has, không require nữa, has some, ví dụ như yêu cầu đặc biệt chẳng hạn, some specific requirement. Đấy, thế thôi. Rồi đầu tiên là firstly, ví dụ bạn cần phải có 2 năm làm việc như em nói này. You must have at least là ít nhất này đúng không? 2 years đúng không? 2 năm, ví dụ 2 năm làm việc ở trong vị trí tương tự chẳng hạn thế. 2 years in of working in a similar position. Đấy, trong một vị trí tương tự. Rồi, không cần phải restaurant hoặc coffee, vị trí tương tự là ok rồi. Thậm chí người ta quản lý quản lý khách sạn hay gì, người ta cũng vẫn quản lý nhà hàng mình được mà. Nói là đều có skill hết. Rồi, ví dụ cái thứ hai là secondly đúng không? Đấy. À, ok, cần phải proficient in the office, ok đúng không? Thì mình sẽ dùng you have to cũng được, you have to này cũng được nhá, hoặc là you are required, bạn được yêu cầu, cấu trúc bị động đấy, cấu trúc này sẽ được điểm cao hơn. You are required to be
Đó, to be. Cái chỗ kia là phải phải have a to be đấy nhá. You have to. Proficient in this Microsoft, viết rõ đây mà. Office. Suggest work, viết hoa lên. Work Excel, PowerPoint chẳng hạn. PowerPoint. Ba cái quan trọng nhất là được rồi. Rồi, sao lại về cái yêu cầu về ngôn ngữ à? Không cần phải như thế. Nói thẳng luôn. Ví dụ như là thay vì như nãy cô dạy đấy, không cần phải you have nữa mà dùng cấu trúc khác đi. You are expected to have. Rồi ở đây là must know English basic à. Thôi mình có thể nói là bạn cần phải có cái kỹ năng tiếng Anh tốt thế thôi, đơn giản thế thôi. You have good English skill. Đấy, thế là được rồi. Và lúc mà phỏng vấn linh động đi. Rồi. If you are suitable for this position, you can send me. Như thế nào thì phù hợp? Thực ra bạn ấy, câu này rất là khó cho người ta này. Ý em muốn nói là nếu mà mình sẽ nói là nếu mà bạn bạn đáp ứng những yêu cầu này, đúng không? Bạn đạt được những yêu cầu này, nghĩa là ví dụ người ta có hẳn 3 năm làm việc rồi, rồi thì tiếng Anh người ta quá siêu rồi, rồi thì họ hỏi giỏi chẳng những là Microsoft Office, rồi họ còn giỏi về AutoCAD ví dụ như thế, thì gọi là mình sẽ không nói là suitable nữa, mà mình chỉ cần cái giới hạn dưới thôi. Là gì? Ví dụ như if you find that you satisfy those requirements. Satisfy ở đây không phải dịch là hài lòng đâu nha. Cái cụm này nó cái collocation này nó nghĩa là bạn đạt được những cái yêu cầu này, đúng không? Đáp ứng được những yêu cầu này. Satisfy those requirements, đúng không? Rồi thì you can send me cái này, ok. Bạn có thể gửi CV này. Gửi CV rồi có thể là đến phỏng vấn thôi chứ làm sao mà bắt đầu việc luôn được. And ví dụ như là send me your CV. Ví dụ như thôi, gửi CV ở đây, dừng lại ở đây. Your ship will start. Người ta có hỏi về cái ca kíp đâu mà cần phải nói em nhỉ? Không phải nói đâu. Tập trung vào cái câu chính này này. Câu của người ta muốn hỏi đây là khi nào có thể làm việc, thế thì em sẽ nói như thế này. Ví dụ như là tôi muốn mời bạn, nếu mà bạn thì bạn có thể gửi cho tôi CV đúng không? Mà thôi cũng không phải CV luôn đi, mang CV đến luôn. You can come restaurant, có thể đến nhà hàng. And we could like to do, ví dụ như là cần phải mở hoặc là cần, chúng tôi sẽ mong muốn có một cuộc phỏng vấn chẳng hạn thế. We could like to have an interview with you, thế thôi. Chúng tôi mong muốn có một cái buổi phỏng vấn với bạn đấy. Thế gì mình mới nói là nếu mà bạn pass phỏng vấn, if you passed the interview đấy, thì bạn có thể bắt đầu vào làm khi nào. You can begin the work from next week chẳng hạn thế. From next week đó, ví dụ như là phỏng vấn với bạn, ví dụ hẹn ngày mai luôn đi, tomorrow đấy. Thành công thì làm việc luôn tuần sau đi, ok nhá. Rồi trả lời ý thứ hai là wear uniform. You do not have to wear uniform cũng được. Còn muốn nâng điểm hơn thì lại dùng cái cấu trúc cô dạy này. Cô dạy ở bài 2 rồi đấy. Ví dụ như là why
working. Ví dụ thế, wearing the uniform is not a compulsory regulation. Đấy, không phải là quy định bắt buộc đâu. Thế thôi. Thay vì là you do not have to wear uniform. You should wear. Không, không phải nên mà bạn bạn có thể đi. You can wear một cái áo trắng, a white t-shirt. Ừ, không phải bảo họ là đi giày gì đâu em. T-shirt and quần thì thường người ta dùng cái này, nó là quần dài này, trouser là quần Âu này, quần Âu đen này. Rồi the salary will depend on your experience. Ok, tốt, ý này tốt. And your performance thôi, sự thể hiện của bạn trong công việc thì người ta sẽ dùng cái từ này rất nhiều. Kinh nghiệm và cái sự thể hiện của bạn trong công việc. Rồi mình lại nói thêm đi, ví dụ như là lương khởi điểm, sao lương thấp thế. Mình viết thì tất nhiên là thư thì tự nghĩ nhưng cũng phải hợp lý một tí. Thường quản lý nhà hàng nó cũng phải từ 17 đến 30 chứ không có chuyện 7 triệu đâu. The store salary is from 7 million to, ví dụ như là 30 million Việt Nam đồng. Thế thôi, hàng tháng, per month. Hoặc là dùng cái web cái câu này dưới đi. Depend on your experience. Đấy, quãng lương nó này tùy theo kinh nghiệm làm việc thể hiện của bạn thôi. If you have any question, chỗ này lại đi bỏ này đi nhá, không liên quan gì cả. Rồi, ok. Còn bài nữa.